Hello, xin chào tất cả các bạn, mình là Chun Kun. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn cách mua hàng tân trang Apple. Chắc hẳn nhiều bạn vẫn chưa hiểu hàng tân trang là gì. Đó là những thiết bị Apple đã qua sử dụng, nhưng do một số lý do nên khách hàng đem trả lại hãng. Sau đó Apple sẽ kiểm tra lại, thay pin mới, và khi các lỗi đã được khắc phục hoàn toàn thì Apple sẽ đóng gói lại và bán ra thị trường với giá rẻ hơn. Nhiều người đặt ra câu hỏi về chất lượng. Vậy liệu hàng tân trang có tốt không? Câu trả lời là hoàn toàn tốt. Bởi sản phẩm khi được trả lại hãng phải qua quá trình kiểm tra nghiêm ngặt như hàng mới, rồi sau đó mới có thể được bán ra thị trường. Nên các bạn yên tâm nhé. Và đây là chiếc iPad Air 4 tân trang mà mình đã mua được từ 1 tháng trước. Thực sự là nó không khác gì so với bản chính hãng. Chỉ có một điều là nó được đặt trong một chiếc hộp màu trắng thay cho những chiếc hộp thông thường. Ok, và sau đây thì chúng ta sẽ đến với phần hướng dẫn chi tiết. Đầu tiên thì các bạn mở một trình duyệt bất kỳ nào đó lên cho mình. Ở đây thì mình sẽ dùng Safari. Sau đó thì các bạn truy cập vào trang chủ của Apple, apple.com. Các bạn chọn khu vực sinh sống là Nhật Bản. Tiếp theo thì các bạn kéo xuống cuối trang cho mình. Sau đó thì các bạn click vào dòng chữ Apple Store. Rồi các bạn chọn vào mục này, sản phẩm tân trang và mẫu cũ mới. Mình sẽ để link ở phần mô tả cho các bạn tiện theo dõi. Như các bạn thấy ở đây, ở Nhật Bản á, thì họ chỉ có bán Mac này, iPad này, Apple Watch này, Apple TV hay là các phụ kiện khác của Apple. Nhưng rất tiếc là chưa có iPhone. Mình mong rằng trong thời gian tới thì họ sẽ cập nhật thêm những thiết bị iPhone. Chắc hẳn rằng tất cả mọi người đang xem video của mình ngày hôm nay cũng đều mong muốn như thế. Nhưng mà không sao, ngoài iPhone thì chúng ta vẫn còn iPad này, MacBook này. Các bạn chọn cho mình thiết bị mà các bạn muốn mua. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn mua iPad. Như các bạn thấy ở đây thì có rất là nhiều sản phẩm cho các bạn lựa chọn. Và giá của những chiếc iPad này đã được giảm từ 15 đến 20%, đã bao gồm thuế. Khi mua hàng tân trang thì các bạn cũng vẫn sẽ được bảo hành 1 năm như bản chính thức. Các chính sách bảo hành thì vẫn như thế, không có gì thay đổi. Tuy nhiên thì các bạn phải nhanh tay, nếu không thì sẽ bị người khác mua mất. Vì những mẫu thiết bị như thế này thường không có nhiều và sẵn như bản chính thức. Ok, bây giờ thì mình sẽ mua một chiếc iPad Air thế hệ thứ 4, bản Wi-Fi 64GB, có giá là 69.800 yên, đã bao gồm thuế. Đến đây thì các bạn chọn phiên bản, dung lượng, màu sắc mà các bạn thích. Sau đó bấm vào ô bác cự ní chơi cà để thêm vào giỏ hàng. Tiếp theo thì các bạn bấm vào ô màu xanh, Chiumon Techizuki ế. Đến đây thì các bạn đăng nhập tài khoản iCloud của các bạn vào. Tiếp theo thì các bạn có thể nhận hàng tại nhà hoặc các cửa hàng chỉ định của Apple. Ở phía dưới thì các bạn có thể chọn ngày giờ nhận hàng tùy theo mong muốn của các bạn. Sau khi chọn xong thì các bạn bấm vào ô màu xanh để tiếp tục. Tiếp theo thì các bạn nhập địa chỉ và thông tin cá nhân của các bạn vào đây. Mình điền rồi nên mình sẽ không cần phải làm nữa. Sau đó thì nhập số điện thoại của các bạn vào. Tiếp theo thì các bạn bấm vào ô màu xanh để tiến tới màn hình thanh toán. Ở đây thì các bạn có thể thanh toán qua thẻ tín dụng, qua Orico, Apple Pay, Combini hay là thanh toán qua hình thức Daibiki đều được. Tuy nhiên thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách thanh toán qua Combini. Với hình thức này thì bất kỳ ai cũng có thể làm được.
Đến đây thì các bạn bấm vào ô chuyên môn sư rự để tiến tới màn hình tiếp theo. Ngay sau đó thì các bạn sẽ nhận được một email xác nhận đơn hàng. Các bạn chưa vội mở mail mà hãy bấm vào ô Komini Haraikomi để tiến hành các bước thanh toán. Tiếp theo thì các bạn bấm vào ô Doishite Chugie. Đến đây thì các bạn tích vào ô này cho mình. Sau đó các bạn chọn Chugi ni Susumu. Tiếp theo thì các bạn chọn cho mình một komini gần khu vực mà các bạn đang sinh sống. Mình gần 7 nên mình sẽ chọn ô đầu tiên. Sau đó thì các bạn bấm vào ô Chugi ni Susumu. Đến đây thì các bạn bỏ qua bước điền mail này cho mình, bởi vì ở đây họ đang yêu cầu điền mail điện thoại. Nhưng nếu các bạn điền mail của các bạn vào thì sẽ không thể qua được bước tiếp theo đâu. Vậy nên các bạn chú ý cho mình nhé. Tiếp theo thì các bạn click vào Chugi ni Susumu. Ngay sau đó thì các bạn sẽ nhận được một email có chứa thông tin thanh toán. Bước tiếp theo thì các bạn sẽ lấy mã để thanh toán ngoài Komini. Vậy làm thế nào để lấy mã? Thì các bạn có thể bấm vào đây. Như vậy là mã thanh toán đã được hiển thị. Cái mã này thì mình khuyên các bạn nên chụp màn hình lại và lưu nó ở trong máy. Việc cần làm của các bạn bây giờ là cầm cái này ra ngoài Komini, cụ thể là 7-Eleven, và đưa cho nhân viên thanh toán là được. Các bạn để ý thời hạn thanh toán giúp mình. Thanh toán càng sớm thì thời gian nhận hàng của các bạn sẽ càng nhanh. Thông thường thì các bạn sẽ nhận hàng sau 3-5 ngày kể từ khi thanh toán. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể lấy mã thanh toán tại đường link trong mail mà các bạn đã nhận được từ Apple. Ok, cách mua hàng tân trang trên Apple thì cũng chỉ đơn giản như vậy thôi. Nếu các bạn có vấn đề gì không hiểu thì hãy để lại một comment ở phía dưới, mình sẽ giải đáp cho các bạn. Và đừng quên nhấn like và subscribe kênh để ủng hộ mình ra những video tiếp theo nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye!